Hello, Hiệp Bánh Tiêu xin chào quý vị các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cho quý vị các bạn món ăn ngon và rất bổ dưỡng cho quý vị các bạn. Món ăn từ thân con bò nha quý vị các bạn. Bim bò hầm thuốc bắc nha. Rồi xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi nha. Đây, cái bim bò quý vị các bạn ơi. Nguyên bộ luôn, nguyên bộ bím bò. Bò chắc làm thuốc bắc quá. Thuốc bắc ăn rất bổ dưỡng luôn. Giờ hiện tại giờ tôi đang làm đúng sạch tờ. Tôi ngâm nước muối. Chút xíu nữa chế biến món bím bò hầm thuốc bắc cái gì các bạn. Hai củ khoai lang, đường cho mình rửa để sạch cái gì. Nhớt dữ lắm. Nấu nước sôi xả với gừng với rượu nha quý vị các bạn. Rồi mình để vô mình luộc luộc sơ cho nó chín là cho nó khử mùi hết. Đây. Rồi bắt đầu mình lấy. Bây giờ luộc qua với xả với gừng với rượu quý vị các bạn. Mình thấy giờ nó săn lại. Săn lại từ từ bắt đầu xíu nữa nó nở ra mình đem xuống dưới mình sắc miếng nhỏ nhỏ mình hầm thuốc bắc gì các bạn. Đây thuốc bắc để quý vị các bạn ơi. Đây mình bỏ thuốc bắc vô quý vị các bạn ơi. Cắt vô luôn. Nấu nhiều khi ta không thích cái khẩu vị thuốc bắc. Rồi hầm một tí đồng hồ có ăn này gì các bạn ơi. Wow, bắt đầu nó nở ra nè các bạn ơi. Nở ra nước kẹo rồi.
Đây lần đầu tiên nấu luôn cái gì các bạn nha. Chưa biết nấu như thế nào, nấu thử lần cho biết. Cũng chưa ăn lần nào luôn. Chính này là cái gì các bạn ơi. Rồi chuẩn bị có chày cũng thuốc. Chút xíu nhậu cái gì các bạn ơi. Món này ăn không đau bụng chết. Cái nhậu mới ngon.